chào quý vị và các bạn. Nguy cơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2023. Chúng ta bước vào những ngày nghỉ cuối tuần rồi và có rất là nhiều những câu chuyện để nói của bóng đá Việt Nam, thậm chí là bóng đá quốc tế hôm nay đúng không, với trận cầu giữa Man City và Liverpool. Nhưng tất nhiên, tâm điểm sẽ vẫn là những chuyện rất đáng quan tâm của bóng đá Việt Nam. Trong đó thì những tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn ở đấu trường trong nước rồi và có những bàn thắng rất đáng chú ý như pha lập công của Phạm Tuấn Hải chẳng hạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần với thật là nhiều niềm vui, may mắn và có những ký ức thật tuyệt vời. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 25 tháng 11 năm 2023. Thứ hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam sau vòng loại World Cup. Malaysia tuyên bố tự tin khi cùng bảng U23 Việt Nam. Tuấn Hải lập siêu phẩm từ cự ly 60m giúp Hà Nội thắng dù chỉ đá với 10 người. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng loại World Cup vừa qua, đội tuyển Việt Nam một thắng một thua. Vậy thì điều đó ảnh hưởng như thế nào tới vị trí của chúng ta trên bảng xếp hạng của FIFA? Chúng ta sẽ cùng đến với những cách tính điểm để biết chúng ta sẽ có vị trí như thế nào khi FIFA công bố bảng xếp hạng thắng. Đội tuyển Việt Nam khởi đầu vòng loại World Cup 2026 rất thuận lợi với chiến thắng 2-0 trên sân của Philippines nhờ hai pha lập công của Văn Toàn và Đinh Bắc. Tuy nhiên, khi trở về sân nhà, thầy trò Nguyễn Chu Dê không thể hoàn thành mục tiêu một điểm với thất bại 0-1 đáng tiếc trước Iraq. Trận thua trước Iraq khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 9,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, chúng ta được cộng 9,22 điểm nhờ chiến thắng trước Philippines. Do vậy, những chiến binh sao vàng bị trừ tổng cộng 0,67 điểm trong tháng 11 này. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ có 1.235,58 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sắp được tổ chức này công bố. Số điểm này khiến chúng ta tụt từ vị trí 94 xuống hạng 95 thế giới. Thứ hạng 94 được nhường lại cho Armenia. Đây cũng chính là đội tuyển bị Việt Nam vượt qua trên bảng xếp hạng tháng 10 vừa rồi. Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bỏ xa Thái Lan, đội tụt một hạng xuống 113 thế giới. Đội tuyển Malaysia tăng đến 7 bậc lên hạng 130 thế giới và 23 châu Á. Lý do là những châu Âu Malaysia đã thắng cả hai trận ra quân vòng loại 2 World Cup 2026. Đó, như quý vị và các bạn thấy thì đội bóng có sự tiến bộ nhiều nhất trong thời gian vừa qua chính là đội tuyển Malaysia với 2 chiến thắng. Và thực tế thì trong số những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ 2 World Cup, Malaysia chính là đội có nhiều cơ hội nhất để bước vào vòng loại thứ 3 khi mà đến lúc này họ đã sở hữu 2 chiến thắng liên tiếp rồi. Trong khi đó thì những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á cũng sẽ đua tranh nhau tại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024 trong cuộc đua giành vé đến với cả Olympic Paris năm 2024 nữa. Việt Nam của chúng ta thì như quý vị và các bạn biết rơi vào bảng đấu có U23 Uzbekistan, có U23 Kuwait và có U23 Malaysia. Đánh giá về bảng đấu này thì huấn luyện viên Philippe Chu mới đây cũng đã đưa ra quan điểm của mình. Ông nói, đối với tôi mỗi bảng đấu, mỗi trận đấu đều mang đến những thử thách riêng biệt. Chúng ta đều biết rằng vòng chung kết U23 lần này có tính chất đặc biệt với cuộc đua giành vé đến cả Olympic Paris. Về ba đối thủ thì rõ ràng Uzbekistan trên lý thuyết là đội bóng mạnh nhất bởi họ thường xuyên giành thành tích tốt tại các giải đấu trẻ cấp châu lục trong những năm gần đây. Tôi đánh giá Kuwait và Malaysia là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vượt qua vòng bảng với U23 Việt Nam. Đồng thời thì như Biên Cương đã từng chia sẻ trong một video nhận định sau khi có kết quả bốc thăm, đó là lực lượng trẻ, những người sẽ đá giải U23 châu Á sắp tới đang được huấn luyện viên Philippe Chu xây dựng ở cấp độ đội tuyển quốc gia là một trong những cơ sở để chúng ta hy vọng có thể làm nên chuyện, và bản thân ông Chu trong chia sẻ mới đây cũng đã nhắc tới điều này. Ông nói đó là gì? Nhóm các cầu thủ U23 Việt Nam đã có thời gian dài đồng hành cùng tôi suốt 9 tháng vừa qua. Tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở rất nhiều giải đấu khác nhau ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và đội trẻ. Một số cá nhân thậm chí đã được sử dụng tại hai trận đấu vòng loại FIFA World Cup vừa qua, vốn dĩ có độ khó và áp lực cao. Và đương nhiên với lực lượng này thì ông Philippe Chu rất kỳ vọng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi tốt tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Thưa quý vị và các bạn,
một trong những đối thủ chúng ta phải vượt qua tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới nếu muốn giành một trong hai vị trí ở bảng đấu của mình đứng đầu và góp mặt ở vòng tứ kết, đó là Malaysia. Nhưng Malaysia họ cũng rất mạnh miệng tuyên bố là họ đã rơi vào bảng đấu thuận lợi và cho rằng hoàn toàn có thể vượt qua Việt Nam để giành một trong hai vé tiến tới vòng tứ kết. Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2024, bảng D là nơi xuất hiện của U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Đây là bảng đấu được đánh giá khá dễ thở đối với thầy trò viên Philippe Chaussier, bởi ngoại trừ Uzbekistan được đánh giá khá mạnh như hai đối thủ Kuwait và Malaysia đều nằm trong khả năng có thể cạnh tranh của U23 Việt Nam. Chia sẻ về kết quả bốc thăm, trưởng đoàn Malaysia ông Datuk Seri Sarimota đã nói: "Điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ lo lắng nếu U23 Malaysia nằm ở bảng với U23 Hàn Quốc hoặc U23 Nhật Bản. Còn U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều là những đối thủ quen thuộc rồi. Nói chung tôi hài lòng với bảng đấu này, nhưng tôi nghĩ vẫn còn khó khăn. Tôi tin tưởng U23 Malaysia sẽ đá tốt trước các đối thủ cùng bảng." Hiện tại U23 Malaysia đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Juan Torres Garrido thay cho Ella Varasan, người bị gây áp lực vì chỉ giúp Malaysia giành vé dự vòng chung kết nhờ một trong bốn suất cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nói về kết quả bốc thăm giải U23 châu Á này thì các cổ động viên Trung Quốc đã rất thất vọng với kết quả khi mà Trung Quốc rơi vào bảng đấu quá mạnh, được coi là bảng tử thần. Họ phải đụng độ với Nhật Bản, họ phải đụng độ với Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nên Trung Quốc xác định là cơ hội vượt qua vòng bảng của họ rất thấp. Đã có những nhận định cho rằng là có gian lận trong buổi lễ bốc thăm của AFC. Cụ thể, một số cổ động viên Trung Quốc nói rằng là AFC thông báo là buổi lễ bốc thăm sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube, nhưng đến lúc buổi lễ bốc thăm diễn ra thì vì lỗi kỹ thuật nên buổi lễ này không được trực tiếp, và các cổ động viên Trung Quốc cho rằng đó là cố tình gian lận của AFC khiến Trung Quốc gặp bất lợi. Và một số cổ động viên khác bình tĩnh hơn thì nói rằng là trái tim của họ như đóng băng khi Trung Quốc rơi vào bảng đấu này. Chúng ta biết là các đội bóng đều rất kỳ vọng vào vòng chung kết của giải U23 châu Á, vì đây không chỉ đơn thuần là một giải bóng đá trẻ của châu lục mà còn là vòng loại của Olympic nữa. Chính vì thế, Thái Lan dù rơi vào bảng đấu cũng được đánh giá là đầy thử thách với Ả Rập Xê Út, với Iraq và Tajikistan. Nhưng chia sẻ trên tờ Khao-Sót mới đây, thì huấn luyện viên trưởng của ông Isara tuyên bố là Thái Lan muốn giành ngôi đỉnh bảng. Cụ thể ông nói là chúng tôi sẽ cố gắng cật lực để chiếm đỉnh bảng. Dĩ nhiên, chúng tôi gặp những đội như Ả Rập Xê Út hay Iraq khó khăn, nhưng Thái Lan có thể làm được. Nếu đứng đầu bảng C, chúng tôi sẽ gặp Việt Nam, Kuwait hoặc Malaysia tại tứ kết. Điều đó giúp Thái Lan dễ dàng hơn ở vòng knockout. Như vậy là chúng ta biết là chúng ta thì ở bảng D, đúng không? Còn Thái Lan thì ở bảng C. Và đội nhất bảng C thì sẽ gặp đội thứ nhì tại bảng D. Tức là theo tính toán của ông Isara Suritaro thì chúng ta, Việt Nam có thể đứng ở vị trí thứ hai của bảng D và vị trí thứ nhất của bảng C nếu thuộc về Thái Lan, thì hai đội sẽ gặp nhau tại tứ kết. Mà chỉ cần vượt qua tứ kết thôi là vào bán kết, và vào bán kết thì Olympic đã ở rất gần rồi. Cá nhân Biên Cương thì thấy rằng để Thái Lan mà đứng đầu được bảng C, có Ả Rập Xê Út rất là mạnh, có cả Iraq nữa thì rất là khó. Nhưng Biên Cương cũng chúc nếu như họ đứng được đầu bảng đấu này thì cũng tốt. Và nếu như chúng ta đứng ở vị trí thứ hai, hai đội gặp nhau tại tứ kết thì đó là cơ hội tuyệt vời hơn cả cho Việt Nam chúng ta để góp mặt ở bán kết. Gặp một đối thủ khu vực Đông Nam Á tại tứ kết thì còn gì bằng, đúng không? Tại tứ kết của giải năm 2022 chúng ta gặp Ả Rập Xê Út khó ngay và không thể làm nên chuyện. Còn chúng ta đều đã chơi tốt trên đối thủ cùng khu vực ở vòng bảng rồi. Chúng ta thắng Malaysia với tỷ số 2-0. Còn Thái Lan hòa chúng ta với tỷ số 2-2. Lại nói tới sự đầu tư cũng như là những chiến lược của bóng đá Thái Lan trong thời gian tới, ông Manoj Pulkin đã rời vị trí của mình. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá nước này cũng chuẩn bị rời vị trí của mình, và có thể đó là sự dọn đường cho người phụ nữ quyền lực Madam Pang lên thay. Hôm 24 tháng 11, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somut Pumpanmuong thông báo sẽ rời chức vụ trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2 năm 2024. Siam Sport cho biết Phát sẽ nhận đăng ký ứng cử chủ tịch từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 trước khi chính thức bầu vào tháng 2 năm 2024. Nữ tỷ phú Madam Pang hiện là ứng cử viên số 1 cho vị trí này. Vị nữ trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông Newin Chipchok, câu lạc bộ Buriram United, và ông Khun Pavin Vikramkhadi, chủ tịch câu lạc bộ PG Pathum United.
Hai vị này cùng với bà Madampang, chủ tịch câu lạc bộ Port FC, được coi là bộ ba quyền lực ở Thái League. Báo chí Thái Lan cũng cho hay việc bổ nhiệm chiến lược gia người Nhật Masatara Ishi cũng được coi là ý định của hai vị chủ tịch trên. Đổi lại, người này sẽ không làm ứng cử mà ủng hộ bà Madampang lên làm tân chủ tịch của Pháp. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với tiếp những tin tức rất đáng chú ý khác, thì biên cương như thường lệ xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một sản phẩm mà rất nhiều quý vị khán giả đều đã đồng tình với biên cương, đó là đã dùng là sẽ tin và đã tin là sẽ tiếp tục dùng. Thưa quý vị, sản phẩm Đông trùng Bạch Khang. Bạch Khang Đường trân trọng giới thiệu Đông trùng Bạch Khang, đông trùng hạ thảo chuẩn cho người Việt. Đông trùng Bạch Khang với cái định vị của mình là đông trùng thật, muốn đem đến cho người dân Việt Nam một cái đông trùng hạ thảo đúng loài Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya, được nuôi trồng hữu cơ và nhập khẩu từ Mỹ. Với chứng nhận của Ngân hàng Gen Hoa Kỳ, chứng nhận của Phòng Công chứng Hoa Kỳ cùng quy trình sản xuất hiện đại, đông trùng Bạch Khang mang niềm tin đến người tiêu dùng. Đã dùng là tin, đã tin là hài lòng. Và được con trai giới thiệu mua đông trùng hàng Bạch Khang qua kênh Tạ Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn trước rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng bỏ lỡ những giá trị từ đông trùng Bạch Khang. Truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889 66 6650 để biết thông tin chi tiết. Đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Vâng, đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Với loài Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Ở đây là sản phẩm chất lượng vì đã được Ngân hàng Gen Hoa Kỳ chứng nhận đông trùng hạ thảo chuẩn, cộng với Phòng Công chứng Hoa Kỳ cũng đã chứng nhận nguồn nhập từ Hoa Kỳ. Quý vị có thể thấy những bằng chứng nhận này trên website bachkhangduong.vn. Quý vị có thể gọi điện tới số hotline 0889 66 6650 để đặt hàng mua và có những thông tin tư vấn. Lúc này thì Bạch Khang Đường đang dành cho những khán giả của Bình Luận Viên Tạ Biên Cương một mức giá rất là ưu đãi. Khi quý vị mua 4 hộp đông trùng Bạch Khang thì sẽ được tặng thêm một hộp nữa, giá chỉ là 1.898.000 đồng. 1.898.000 đồng với rất là nhiều những tác dụng, thực sự là không nên bỏ lỡ. Ví dụ như Biên Cương gửi tới quý vị chia sẻ của một khán giả, đó là chú Hải ở Hà Nam, thì chú có chia sẻ như thế này. Chú vốn là cựu phi công trung đoàn 921 sư đoàn 371 quân chủng phòng không không quân và chú đã nói về sản phẩm như sau. Sau khi nghỉ thì sức khỏe của tôi có chút suy giảm, như nhanh mệt mỏi và mỡ máu tăng cao do không còn vận động nhiều như trước. Được con trai mua tặng đông trùng Bạch Khang qua kênh Tạ Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ. Xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi, tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn rất nhiều. Một cậu con trai rất là có hiếu và không chú Hải. Cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Cháu cũng rất là thường xuyên sử dụng sản phẩm này cho cá nhân cháu cũng như là cho bố mẹ và người thân và thấy rất là tốt. Mỗi ngày một lọ như thế vào buổi sáng thì đi làm việc rất là tự tin. Như thế này ạ. Vâng, quý vị lưu ý là hãy truy cập vào website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline là 0889 66 6650 để đăng ký đặt mua sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với V-League 2023-2024. Trong đó có trận đấu bù vòng 1 giữa câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Hà Nội. Đồng thời cũng là những điều đáng chú ý ở vòng loại cúp quốc gia. Trước khi đội tuyển quốc gia tập trung vào tháng 11 vừa rồi thì không có tiền đạo nào của bóng đá Việt Nam ghi bàn ở sân chơi trong nước cả. Nhưng điều đó đã được giải quyết trong buổi tối ngày hôm qua, mà thậm chí còn được giải quyết theo một cách vỡ òa với siêu phẩm của Phạm Tuấn Hải. Chiều tối 24 tháng 11 đã diễn ra trận đấu bù vòng 1 V-League 2023-2024 giữa câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Hà Nội. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội, trong khi đội chủ nhà lùi sâu để chờ thời cơ. Khi đang thi đấu tự tin và tưởng chừng có bàn thắng thì câu lạc bộ Hà Nội lại gặp tổn thất nhân sự khi hậu vệ Vũ Tiến Long nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở cuối hiệp 1. Chính điều này giúp Bình Dương dễ đá hơn ở nửa sau trận đấu. Mặc dù vậy, đội mở tỷ số lại là câu lạc bộ Hà Nội. Người lập công là tiền đạo Phạm Tuấn Hải ở phút 63 với siêu phẩm từ khoảng cách 60m sau khi nhận thấy thủ thành Võ Minh Toàn rời bỏ khung thành.
Bàn thắng đầu tiên của Tuấn Hải ở V-League 2023-2024 cũng trở thành pha lập công duy nhất trong trận này, đồng thời mang về chiến thắng rất quan trọng cho câu lạc bộ Hà Nội, chiến thắng đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay. Cũng trong ngày 24 tháng 11 đã diễn ra 3 trận đấu đầu tiên của vòng loại cúp quốc gia. Tại đây, Long An đã thắng Phú Thọ 5-2, Đồng Nai vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu 2-0, Quảng Nam thắng ngược Hòa Bình 4-1, trong đó tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đình Bắc đóng góp một pha lập công. Bàn thắng của Tuấn Hải phải nói là hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Một cú sút hết sức là ấn tượng ở khoảng cách gần 60m. Và như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có tiền đạo ghi bàn tại V-League rồi. Còn bàn thắng của Tuấn Hải cũng gợi lại rất là nhiều những cú sút xa ấn tượng mà các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội từng thực hiện. Như ở cấp độ trẻ thì chúng ta biết Văn Trường từng ghi bàn vào lưới Viettel ở giải U19. Bùi Hoàng Việt Anh cũng từng ghi bàn cho câu lạc bộ Hà Nội ở cúp quốc gia, dù bây giờ anh ấy đã thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hay là Thái Quý cũng từng có một cú dứt điểm từ rất xa, rồi thậm chí là cả Văn Hậu nữa, với rất nhiều những pha ghi bàn từ xa như vậy. Có thể nói đó cũng là một đặc sản của lịch sử câu lạc bộ Hà Nội. Và thưa quý vị, hôm nay thì một trận đấu rất đáng chú ý, đó là Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hoàng Anh trên sân nhà trong trận đấu vào lúc 19h15, cũng trong khuôn khổ vòng loại của cúp quốc gia. Và đây là trận đấu ra mắt ông Gong-ho Kyun. Ông Gong-ho Kyun thì cũng đã chia sẻ là các cầu thủ chưa kịp thích nghi với những triết lý và những bài tập của ông vì còn mới, và nhiều cầu thủ của câu lạc bộ thì trở về từ đội tuyển quốc gia nên cần thêm thời gian. Nhưng ông cũng tuyên bố là đội bóng muốn giành chiến thắng để có màn ra mắt tốt cho ông cũng như cho đội bóng của mình. Diễn ra cùng vào ngày hôm nay còn có trận đấu giữa SCB Đà Nẵng và câu lạc bộ Huế. Như vậy là chúng ta thấy huấn luyện viên Gong-ho Kyun ngày mai sẽ ra mắt tại đấu trường Việt Nam. Còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không có bất kỳ một huấn luyện viên Hàn Quốc nào đến dắt dẫn cả. Không phải Lee Jung-jin làm huấn luyện viên trưởng, với giám đốc kỹ thuật là Park Hang-seo, và cũng không phải là sự trở lại của ông Chung Hae-sung hay là sự trở lại của ông Manu Pulkkinen, mà đó là một cái tên quen thuộc, tất nhiên là ít tên tuổi hơn, huấn luyện viên Phùng Thành Phượng. Chiều ngày 24 tháng 11, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo trên trang chủ về việc bổ nhiệm ông Phùng Thành Phượng vào vị trí thuyền trưởng câu lạc bộ. Đây được xem như việc chấm dứt thông tin trên hạm đỏ muốn mời những huấn luyện viên ngoại danh tiếng. Trước đó, sau khi sa thải huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đã xuất hiện thông tin câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn tái hợp những người thầy cũ lần lượt là huấn luyện viên Manu Pulkkinen và huấn luyện viên Chung Hae-sung. Sau đó, bộ đôi huấn luyện viên Park Hang-seo và Lee Jung-jin được cho là đạt thỏa thuận với đội chủ sân thống nhất. Dù vậy, không có kết luận nào được đưa ra trước khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương vốn không phải là cái tên xa lạ với những người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá khứ, vị thuyền trưởng 45 tuổi từng làm trợ lý tài chính câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương trên cương vị mới là màn chạm trán với Bình Dương tại Cúp Quốc gia 2023-2024 diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới. Trước đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có khá là nhiều tham vọng, họ có những ngôi sao trong đội hình như là Công Phượng trở về từ Bỉ, Sint-Truiden cũng đã chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh một thời gian và đã có phong độ rất là tốt, rồi là Lý Nguyễn nữa. Nhưng giờ thì họ là một đội bóng có thể nói là tương đối khiêm tốn. Lại nói về đội bóng của Công Phượng, câu lạc bộ Yokohama FC ngày hôm nay có nguy cơ sẽ xuống hạng tại J-League nếu như những kết quả không phục vụ cho lợi ích của họ. Cụ thể, Yokohama FC hiện đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng của J-League 1 và mùa giải của J-League 1 năm nay chỉ còn 2 vòng đấu nữa thôi. Họ hiện đang có 29 điểm, kém 2 điểm so với hai đội xếp trên là Sonan Berme và Kashiwa Reysol. Và ngày hôm nay thì Yokohama sẽ có trận chung kết ngược với Sonan trên sân nhà. Nếu thua, trong khi Kashiwa Reysol thắng ở trận còn lại, Yokohama FC của Công Phượng sẽ xuống hạng. Chúng ta biết là Công Phượng ký hợp đồng thi đấu cho đội bóng này trong hơn một mùa giải và đến lúc này thì Công Phượng gần như không được ra sân trong màu áo của đội bóng. Nhưng Phượng thì đang cùng gia đình sống tại đây và anh vẫn đang có kế hoạch là tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại Nhật Bản. Mình cứ cho rằng nếu như Yokohama FC xuống hạng thì cơ hội để Công Phượng thi đấu sẽ cao hơn. Còn nếu không thì có lẽ Công Phượng nếu vẫn muốn ở lại Nhật Bản thì nên tìm một bến đỗ khác. Bản thân huấn luyện viên Chu Jie sau khi Công Phượng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Palestine hồi tháng 9 vừa rồi cũng đã nói là Công Phượng ghi bàn đấy, nhưng bạn ấy cần phải tìm một môi trường khác để được ra sân nhiều hơn. Đó như là một điều kiện để huấn luyện viên Chu Jie gọi Công Phượng trở lại đội tuyển quốc gia.
Thực ra những gì chúng ta thấy ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Philippines rồi với Iraq vừa rồi, chúng ta vẫn thấy rằng đội vẫn cần một tiền đạo có phẩm chất như Công Phượng. Và nếu như Công Phượng trở lại thì đó cũng là điều rất tốt. Nhưng vấn đề là bạn ấy phải được ra sân, phải được thi đấu. Quá mạo hiểm khi gọi một cầu thủ không được ra sân, đúng không? Đối thủ của chúng ta ở phía trước rất nặng, Iraq, Nhật Bản và cả Indonesia. Indonesia thi đấu không tốt ở hai trận đầu tiên thuộc vòng loại và họ đang muốn đầu tư cho chiến dịch Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá nước này vẫn đang lên kế hoạch để nhập tịch thêm 4 cầu thủ nữa nhằm gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Đó là Jay Ires, Justin Hanner, Nathan Togeon và Ragnar Otramaven. Theo tờ Bola thì cả 4 cầu thủ này đều đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch và họ hoàn toàn có thể kịp hoàn tất thủ tục và dự Asian Cup năm 2024. Khi đấy thì đương nhiên Indonesia sẽ rất mạnh. Chúng ta sẽ gặp Nhật Bản rồi sau đó gặp Indonesia và cuối cùng là gặp đối thủ Iraq. Và chúng ta cũng xác định là trên mọi mặt trận của đội tuyển Việt Nam lúc này thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều là Indonesia, vòng loại World Cup rồi Asian Cup nữa. Đó là những câu chuyện của bóng đá châu Á liên quan tới bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là trận cầu tâm điểm của ngoại hạng Anh ngày hôm nay khi ở Etihad Man City đối đầu với Liverpool. Và cái tên được quan tâm nhiều nhất trong thời gian vừa qua chính là Erling Haaland. Anh ấy có thể sẽ trở lại khi đã xuất hiện trong buổi tập mới đây của nhà đương kim vô địch. Erling Haaland đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu giữa Na Uy và quần đảo Faroe vào giữa tuần trước và buộc phải rút khỏi đội tuyển quốc gia trong khi vòng loại Euro 2024 đang diễn ra. Theo bộ phận y tế, tiền đạo của Man City gặp chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng rất đau nên khả năng hoạt động bị hạn chế. Sau khi trở về câu lạc bộ, chủ quản điều trị Haaland đã trở lại trong buổi tập giữa tuần cùng Manchester City. Dự kiến trung phong sinh năm 2000 sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận đại chiến với Liverpool trên sân Etihad diễn ra vào ngày hôm nay, 25 tháng 11. Hiện tại Haaland vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh với 13 bàn thắng sau 12 vòng, hơn người xếp sau là Mohamed Salah 3 bàn. Manchester City cũng đang là đội xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng hiện tại, hơn Liverpool và Arsenal 1 điểm. Nếu giành 3 điểm ngày hôm nay, Man City sẽ lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp khi gặp Liverpool tại giải có thể thích lịch kể từ năm 1937. Đây không phải điều dễ dàng cho thầy trò như Pep Guardiola khi bản thân ông cũng sẽ đụng độ Jurgen Klopp, đối thủ đã đánh bại Pep Guardiola nhiều hơn bất cứ huấn luyện viên nào khác với 12 trận sau 28 lần đối đầu. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình luận viên Tại Biển Cương. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị và các bạn. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và chúng ta cùng chúc cho bóng đá Việt Nam cũng như là các tuyển thủ quốc gia Việt Nam sẽ chơi tốt để có sự chuẩn bị tốt cho những mục tiêu đầu năm 2024. Quý vị cũng đừng quên sản phẩm Đông Trùng Bạch Khang đang dành cho quý vị mức giá rất là ưu đãi. Mua 4 hộp được tặng thêm 1 hộp, giá trị là 1.898.000 đồng. Hãy truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số online 0889 66 6650 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.